test cái con SYM LIDAR 2. Xe này zin giữa lòng nội nha. Mới hồi nãy giờ đó. Tới kịp quá xíu nó bị tắt. Ừ, nó lẹ. À cái đầu zin chú nó chạy tới đây nó đứng đó nè. À, à, nó không lên nữa. Ừ. Nếu mình làm xong nó sẽ lên nữa. Thấy chú trùng mặt trong máy đó. Dạ dạ. Mày lên mặt đầu lên bằng trên mà. Dạ. Qua luôn á mấy chiếc à lắc đồ này kia với SH nó lên tới đây luôn. Đúng rồi. Dạ. Trên này. Có điện đây mình bỏ ra mình làm. Xe này hơi lạ nha. Thằng đồng Feeder 2. Đây tiếp tục. Sau này làm cái nồi xong. Đó, thay anh đi bẻ độ rồi hết luôn. Món chua rồi so. Đó, mến nha. Đây nè. Nào cũng vậy á, làm cho nó mạnh bốc với nó mở tua luôn. Cả chuồng hầm hết nha anh em. Đây là hai chiếc hầm B, một chiếc cái hầm mod như là một chiếc gì ta? Chiếc SYM Feeder 2 á. Thế cái SYM Feeder sau khi Feeder 2 nhé, mình làm nồi lại xong nha. Do cái gì cũng có á, rồi số 2 không có đúng rồi. Cái dây của nó không phải là cái hiệu này chú. Cái VTOC này là của Thái Lan mà Hilo. Nó phải đúng nó mới lên. Chú thấy nãy mấy xe kia không? Ừ. Dặn lên chút cho nè. Cái số bị nó mình đưa xe dây cũ lên nó mua lấy cái số y vậy đó. Cái này bình thường nằm ở đây nè, bình thường nằm trên này mới đúng nè. Có nhiều ngon không? Giờ thì kiếm cộng dây zin nó mới được. Không, tại xe này ít lắm chú. Ở đây làm video chứ gì không mà cái xe này. Không, nó không có giống. Không có giống. Cái thôi làm lại lên đỉnh giống như mấy chiếc video con làm hoài đó. Nó lên hơn nãy rồi. Hồi nãy nó ở dưới. Giờ lên hơn nãy rồi. Làm nồi là cỡ AB 110 á. Chứ nãy đi yếu lắm, chạy không nổi luôn á. Xe này zin nên em biết nó yếu lắm.
Xe này là lần đầu tiên làm luôn á, nó hiếm lắm. Thị trường ngoài đường chạy còn không thấy luôn. Xe này ông chú ông chế ABS luôn rồi nha. Lên ABS luôn á. Đó, còn độc luôn à. Thắng là không lên bánh nha. Rồi, tiếp tục ngoài cuối tuần. Đúng rồi anh ơi, coi 700 á.